Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay hai vợ chồng mình trốn con đi ra ngoài chợ này mọi người ơi. Lý do là anh chồng mình là thích cái món lòng bò đó mọi người. Thế là mình đến cái chợ mà trong cái ngõ hẻm cơ. Đó, một cái quán rất là cũ nhưng mà được thời gian vừa rồi là lên tivi một thời gian cho cái ông đầu bếp nổi tiếng ở bên Hàn ấy. Ông ấy đến để ông quay. Thế là một thời gian đầu phải xếp hàng mới đến được cơ. Thế là bây giờ nó cũng nguội nguội rồi. Bên trong thì là một cái quán gọi là cũng cũ kỹ nha mọi người. Kiểu lâu đời ấy. Khách thì toàn hay là người già bốn xung quanh đây, tại vì cái giá của nó cũng khá là rẻ. Đó, đợi một lúc ấy thì người ta sẽ cho mình cơm này. Đó, bát cơm ở bên Hàn thì thường thường ở nhà hàng người ta hay cho vào một cái nhôm như này mà, nóng lắm. Nhà mình cũng có mà mấy lần rửa bát mà mình bị đứt tay luôn ấy. Thế là bây giờ mình không dùng nữa rồi. Mấy cái món cơ bản thì là kim chi với lại hẹ trộn này. Đó, nước tương chấm, kim chi chua, cái này chua lắm nhưng mà được cái là ngon. Mắm tép thì người ta lại trộn cay. Đó. Còn đây là soju rượu ấy. Hôm nay anh chồng mình thì có chuyện không được vui, với lại kiểu công việc nó không được thuận lợi đó mọi người. Thế là đi mọi ngày thì anh đi một mình cơ, hôm nay kiểu buồn buồn lại giúp mình. Thế là mình lái xe chở anh đi. Bát đầu tiên thì là một bát, cái này người ta làm bằng đầu lợn mọi người, đầu thịt lợn ấy, kiểu dạng như thế. Còn của mình là chỉ có lòng thôi. Thực ra là mình không đói mà cũng không buồn ăn đâu. Thế nhưng mà đi hai người mà gọi một bát thì nó cũng kỳ. Thế là anh chồng mình bảo là thôi gọi thêm một bát nữa, không ăn thì anh ăn hết. Đó. Ở trong cái nồi đất này thì nó nóng lắm. Thế là mình thì người Hàn thì thích ăn thế, nhưng mà thực sự là mình bình thường thôi. Không bao giờ mà mình cho cơm vào đây mình trộn cả. Tại vì nó rất là nóng, mà kiểu nóng lâu cơ. Ăn bỏng cả lưỡi luôn mọi người. Đấy, cho hẹ vào đây cho nó tái tái. Sau đó mình ăn. À, tất cả là cái này gọi là cái bộ phận nào mình cũng không rõ. Nói chung là người Hàn ấy, nhiều người cũng khoái cái món này đó. Anh chồng mình thì như thế này, anh ấy lại cho nguyên một bát cơm vào cơ. Nóng như thế mà vẫn ăn bình thường nha mọi người. Mình thì thực sự mình sợ lắm, không dám ăn cái này đâu. Có cả thịt, thịt nào, dạng thịt vai, thịt gáy gì đó. Cũng ngon, cái nước nó kiểu ngọt ngọt ấy. Một cái món gọi là truyền thống của người Hàn ấy. Mình thấy là những bạn học sinh ấy, du học sinh sang đây là ăn cũng rất là giỏi nha mọi người. Một bát như thế này là có 8.000 won là bằng tầm khoảng 150.000. Rẻ. Trên đây thì có một cái tivi to đang dự báo thời tiết với lại hoa anh đào. Trời ơi, bây giờ bên Hàn ấy, đi đến đâu cũng ngập tràn một bầu trời hoa anh đào luôn mọi người ơi. Đẹp lắm. Mà kiểu như là năm nay ấm sớm ấy. Chứ mọi năm là phải sang đầu tháng 4 hoặc là giữa tháng 4 mới nở. Năm nay là cuối tháng 3 mà hầu như là đã nở rộ hết rồi. Nhà mình thì mấy hôm nay bận, chưa có thời gian đi ngắm. Nhưng mà chắc phải mấy hôm nữa đi ngắm xong rồi mình sẽ quay cho mọi người xem nhé. Đây là bát của mình mọi người ơi. Mình đã vớt cái này ra rồi. Như này kiểu cái, có phải cái dạ dày không nhỉ? Để cho nó nguội ấy, mình ăn cho nó dễ. Còn mình thì sẽ không ăn cơm nha mọi người. Đó, ăn thử một miếng. Trong đây bốn xung quanh cũng có khách ấy, tầm chiều. Nhưng mà cũng có mấy ông kiểu nhà có tuổi ấy. Thế là mình cũng không có dám quay nhiều. À, anh bảo, chồng mình bảo nó không trộn cơm vào ăn thì ăn có mỗi cái kia, nước cũng không uống luôn. Nước là mình cũng không thích. Đó, ăn miếng kim chi người ta làm từ cái cải, củ cải ấy, cũng khá là ngon. Anh chồng bảo là vợ rót cho chồng một chén rượu. Cứ gạ mình uống, tập uống rượu ấy, tại vì rượu của Hàn thực ra nó cũng rất là nhẹ nhá. Nó không nặng như bên Việt Nam đâu, phụ nữ người ta uống nhiều lắm. Thế nhưng mà mình uống xong là mặt cứ đỏ nên kiểu đau đầu ấy, mình cũng không thích. Thế là kể cả bia là mình cũng có biết uống đâu. Ví dụ như là em, gì như em chồng mình mọi người, hai vợ chồng hay uống rượu cùng nhau lắm. Em dâu ấy, hai vợ chồng uống rượu cùng nhau. Còn chồng mình thì toàn uống một mình thôi. Sau một thời gian thì là ăn cũng gần xong rồi. Anh bảo dạo này ăn để thừa nhiều thế kia, nhưng mà thực sự no quá không ăn nổi. Chồng mình là cũng đã hết một chai rượu 20 độ nha mọi người. Mình hỏi thì được biết là rượu, cái rượu anh đang uống này 20 độ nó nhẹ lắm. Ngày xưa mình nhớ là ở quê bố mình uống cái loại rượu 40 độ nó nặng cơ. Nhưng mà bên này thì toàn là rượu như thế này thôi. Mấy cái bạn trẻ học sinh sinh viên ấy, cứ đủ tuổi một cái là mỗi lần đi chơi nó cũng uống khá khá đó. Bây giờ mình ăn xong rồi mọi người ơi. Cái này là cái phiếu gửi xe này, mình sẽ miễn phí nha mọi người. Ăn ở đây thì mình sẽ nhận một cái phiếu như thế này. Bây giờ sẽ tạt. Bây giờ mình tạt qua quán chị Niềm mua mấy gói chè uống. À, ăn. Trước đây cái khu này cũng nhộn nhịp lắm, mà bây giờ không có người mấy, là người già thôi. Với lại những cái cửa hàng quần áo thứ ấy là tao dẹp hết rồi, không có buôn bán được.
cái ngày xưa cái lúc mà mình mới chuyển sang cái tỉnh này mọi người hay đến đây mua đồ ăn Việt này. Ngày xưa mà mấy cái quán Việt Nam mà chưa có mấy cơ, trong đây thì có cả đủ các nước luôn. Bây giờ là người ta đóng cửa hết rồi, nhìn nó tồi tàn lắm mọi người ơi. Cũ là cũ luôn, toán cửa hàng bỏ trống này. Ngày xưa còn khoảng tầm chục năm về trước ấy, nó còn nhộn nhịp, bây giờ ấy, chẳng có người gì cả, quán nào cũng đóng cửa. Bây giờ chồng mình đang gọi điện cho bạn vì nó có chuyện không có hay mọi người, cho nên là mặt gọi là ỉu xìu luôn chứ không có được tươi tỉnh hớn hở như mọi khi ấy. Đi khoảng 3 phút sau thì đã đến quán Trị Niềm, mua mấy gói chè Thái, nhiều khi không ăn thèm thèm mọi người. Chị không có chè Thái à? Ôi giời ơi. Chị em đến để mua chè mà. Hết rồi à? Thế không ăn được ngay không? Thế á? May đúng lúc chị Điềm đang làm chè Thái. Mùa phải làm sẵn như này à chị? Trông đẹp nhiều ui mít này. Trời ơi, đã bao nhiêu ngày rồi không được ăn mít. À, chị làm để bán cuối tuần ý. Cuối tuần khách người Việt Nam mình đến này ăn đông lắm mọi người ơi. Mà cái món này ngon ấy, cho nên là mình mua mấy gói về ăn xong rồi anh chồng mình cũng ăn khá là giỏi luôn. Ở đây có một bức tranh đẹp như này mọi người, cái này là chị Hồng chị vẽ nhá. Chị Hồng chị vẽ đó, thực sự mới đầu mình không tin thôi, rất là đẹp luôn. Có gọi là nghệ thuật. Này chị ơi, chắc phải mời cái hoa tay gì nữa nhỉ chị Hồng ơi. Một cái. Thank you. Em 9 cái hoa tay mà em chẳng biết vẽ gì cả. Đức cốt dừa. Sầu riêng này, 100% sầu riêng này. Nhìn nghiền ra đấy hả chị? Ừ. Oh. Dầm ra thôi đấy. Dầm ra gì? Quá, cùng một cái nào chưa? Dạ. Ui. Màu xanh này. Hoa, cái hoa là gì chị nhỉ? Cái gì nhỉ? Hai đứa hôn nhau ngoài đường. Đâu? Cầm tú cầu à, đẹp thế. Thấy hai đứa thì đến giờ nó hôn nhau. Đâu, đâu? Đâu? Đó, hai đứa đó. Đang định ra ngắm. Hôm nay có đông khách không chị ạ? Vừa vừa. Vừa vừa. Mai cuối tuần thao đông. Đủ xài, đủ xài. Đủ xài là ok rồi. Khó quảng cáo đấy đâu, chị Hiền không là chị Hồng thất nghiệp ấy. Chị Hồng thất nghiệp suốt ngày chạy ngoài này cà phê. Và chết. Tiền nó túi hết. Từ ngày là dứa. Chuối à chị? Dứa. À dứa em có. Chuối. Chuối đâu nha? Lúc nào nghĩ chuối, thèm chuối sao à. Ừ. Xúc từng miếng như này một. Ngon chị, cái mùi nó thơm hết. Ừ. Nước cốt dừa. Chị Hồng đang nằm chè thì có một nhóm bạn người Malaysia đến đây ăn phở Việt Nam mọi người ơi. Mình tại để ý là thỉnh thoảng có cả người Thái Lan này rồi người Campuchia đến đây ăn phở rất là nhiều nha mọi người. Kiểu như là mùi vị mấy nước ở gần nhau nó giống giống nhau hay sao ấy. Mà người ta ăn kiểu ngon miệng cơ. Inglama. Minglama. 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 Xin chào. Xin chào. Người Indonesia thì không ăn thịt lợn. Thế á? Vietnam không ăn thịt bò. À thế à, bây giờ em biết đấy. Có nghĩa Indonesia thì họ không ăn thịt lợn á. Ồ. Còn Myanmar thì không ăn thịt bò. Trời ơi. Người Hàn thì không có tiền mà ăn thịt bò. Chị ơi em gửi tiền. Ngoan, sao mày có chỉ béo thế? Đã đâu béo, chị gầy. Bình thường, nói chung là chị bình thường. Thì sao các thứ nó quay TikTok thì gầy thế mà mày quay mày có video gì béo. Chả chắc là dùng app gì. Quay cái này là phải quay căm thường. Nhưng mà trời ơi chị ơi, chị lên ai cũng khen chị xinh, yên tâm. Xinh gì? Béo hay béo? Xinh. Rồi em xin, em về đây. Ok chị. Ôi giời, em về đây. Vâng. Anh chồng mình đang đợi ở bãi đậu xe mọi người ơi, bây giờ phải ra khẩn trương. Mọi người có sẵn thì mình lấy, hôm nay gì thì chị phải đợi chị làm. Trời ơi, ra đây rồi mà ông chồng mình vẫn đang gọi điện mọi người ơi. Gọi điện cho bạn bè các thứ, có việc không hay ấy. Cho nên phải nhờ người lọng người kia. Đang sợ nó đổ này. Đó, 5 cốc cái này chị bảo chắc phải đến tối ăn nó mới mát nó mới ngon. Chứ bây giờ nó hơi còn ấm ấm ấy. Rồi mấy cái mụn gọi là mọc lên, đua nhau mọc này, cả tuần mà chưa hết mọi người. Tại vì tay bẩn thì mình có hay nặn, biết là không được nhưng mà cứ thành có thói quen. Anh chồng mình là nhóm máu A nha mọi người.
hai đứa nhà mình thì đều là nhóm mẫu A, cho nên là cái kiểu gì nhỉ, không biết là có phải là mọi người như thế không, nhưng mà mình thấy đặc biệt đặc điểm của anh chồng mình ấy là hay lo lắng nhá mọi người. Có một cái việc gì đó mà xảy ra tí là không ăn không ngủ được cơ. Như mình thì mình nghĩ thoáng lắm, mình nghĩ thoáng thì nó đơn giản, còn anh chồng mình ấy, thì mỗi lần có cái việc gì nó có vấn đề phát là không ăn không ngủ được, đi đi lại lại xong rồi cái kiểu gì ấy. Mình thì rất là thoải mái luôn, kiểu như là mình nghĩ theo cái hướng tích cực ấy. Thì thôi mọi người, hôm nay mình xin chia sẻ ngắn gọn đến đây thôi nhé. Hẹn tất cả mọi người vào những video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người.